Xin chào các bé, hôm nay chúng ta cùng học bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng học nhé. Đây là âm A. Chúng ta cùng đọc nào, A, A. Sau đây là các ví dụ có âm A. Con cá. Chiếc lá. Con gà. Cái ca. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm A. Âm A là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm Á. Chúng ta cùng đọc nào. Á. Á. Sau đây là các ví dụ có âm Á. Con rắn. Cái khăn. Bắp ngô. Cái cặp. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm Á. Âm Á là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm ớ. Chúng ta cùng đọc nào. Ớ. Ớ. Sau đây là các ví dụ có âm ớ. Con sâu. Cá sấu. Dưa hấu. Con gấu. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm ớ. Âm ớ là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm B, chúng ta cùng đọc nào. B. B. Sau đây là các ví dụ có âm B. Bông hoa. Bút chì. Quả bí. Con bò. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm B. Âm B là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nhé. Đây là âm C, chúng ta cùng đọc nào. C. C. Sau đây là các ví dụ có âm C. Cà rốt. Quả cam. Cái kéo. Con cò. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm C. Âm C là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm D. Chúng ta cùng đọc nào. D. D. Sau đây là các ví dụ có âm D. Quả dừa. Con dế. Đôi dép. Con dê. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm D. Âm D là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm D. Chúng ta cùng đọc nào. D. D. Sau đây là các ví dụ có âm D. Đu đủ. Quả đào. Hòn đá. Đà điểu. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm D. Âm D là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm E. Chúng ta cùng đọc nào. E. E. Sau đây là các ví dụ có âm E. Xe đạp. Quả me. Em bé. Con ve. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm E. Âm E là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm E. Chúng ta cùng đọc nào. E. E. Sau đây là các ví dụ có âm E. Quả lê. Quả khế. Cái ghế. Con ếch. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm E. Âm E là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào.
Đây là âm G, chúng ta cùng đọc nào. G, G. Sau đây là các ví dụ có âm G. Khúc gỗ, quả gấc, củ gừng, con gà. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm G. Âm G là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm H. Chúng ta cùng đọc nào. H, H. Sau đây là các ví dụ có âm H. Hòn đá, bông hoa, hà mã, con hồ. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm H. Âm H là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm Y, chúng ta cùng đọc nào. Y, Y. Sau đây là các ví dụ có âm Y. Quả bí, viên bi, con chim, con khỉ. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm Y. Âm Y là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Đây là âm K. Chúng ta cùng đọc nào. K, K. Sau đây là các ví dụ có âm K. Két sắt, que kem, cái kéo, cái kim. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm K. Âm K là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm L, chúng ta cùng đọc nào. L, L. Sau đây là các ví dụ có âm L. Quả lê, chiếc lá, cái ly, con lợn. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm L. Âm L là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm M, chúng ta cùng đọc nào. M, M. Sau đây là các ví dụ có âm M. Cái mũ, quả cam, quả mít, con mèo. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm M. Âm M là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm N. Chúng ta cùng đọc nào. N, N. Sau đây là các ví dụ có âm N. Con nai, quả na, nụ hoa, con cò. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm N. Âm N là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm O. Chúng ta cùng đọc nào. O, O. Sau đây là các ví dụ có âm O. Hòn đá, cái võng, cái kéo, con ong. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm O. Âm O là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm O, chúng ta cùng đọc nào. O, O. Sau đây là các ví dụ có âm O. Cà rốt, chôm chôm, hộp quà, con tôm. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm O. Âm O là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Đây là âm Ơ, chúng ta cùng đọc nào. Ơ, Ơ. Sau đây là các ví dụ có âm Ơ. Lá cờ,
quả ớt. Tờ lịch. Con lợn. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm ơ. Âm ơ là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm P, chúng ta cùng đọc nào. P, P. Sau đây là các ví dụ có âm P. Cà phê. Pháo hoa. Cái phao. Tô phở. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm P. Âm P là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm Q, chúng ta cùng đọc nào. Q, Q. Sau đây là các ví dụ có âm Q. Quả na. Bánh Q. Cái quạt. Con quạ. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm Q. Âm Q là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm R, chúng ta cùng đọc nào. R, R. Sau đây là các ví dụ có âm R. Cà rốt. Bó rau. Cái rổ. Con rùa. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm R. Âm R là âm cô tô màu đỏ nhé. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm F, chúng ta cùng đọc nào. F, F. Sau đây là các ví dụ có âm F. Con sâu. Bác sĩ. Chim sẻ. Con sóc. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm S. Âm S là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm T, chúng ta cùng đọc nào. T, T. Sau đây là các ví dụ có âm T. Tổ chim. Quả táo. Cái tô. Con thỏ. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm T. Âm T là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm U, chúng ta cùng đọc nào. U, U. Sau đây là các ví dụ có âm U. Đu đủ. Quả sung. Cái lu. Chim cu. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm U. Âm U là âm cô tô màu đỏ nhé. Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm Ư, chúng ta cùng đọc nào. Ư, Ư. Sau đây là các ví dụ có âm Ư. Dưa hấu. Ngọn lửa. Chim ưng. Sư tử. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm Ư. Âm Ư là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm V, chúng ta cùng đọc nào. V, V. Sau đây là các ví dụ có âm V. Vú sữa. Con ve. Con vịt. Con voi. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm V. Âm V là âm cô tô màu đỏ nhé. Chúng ta tiếp tục nào. Đây là âm X, chúng ta cùng đọc nào. X, X. Sau đây là các ví dụ có âm X. Cái xô. Cái sẻng. Xe đạp. Xích lô. Trên đây là 4 ví dụ có chứa âm X. Âm X là âm cô tô màu đỏ nhé.
Các bé ơi, chúng ta cùng tiếp tục nào. Đây là âm y, chúng ta cùng đọc nào. Y. Y. Sau đây là các ví dụ có âm y. Máy bay. Y tá. Cái yếm. Chim yến. Trên đây là bốn ví dụ có chứa âm y. Âm y là âm cô tô màu đỏ nhé. Xin chào các bé. Hẹn gặp các bé ở video sau.